Chào tất cả mọi người ha. Thì bây giờ chào mừng mọi người chúng ta quay trở lại với channel Tim Audio. Và cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách chúng ta setup vang số JBL VX8. Thì dựa vang số JBL VX8 với lại cái X180 thì hai con này thì thao tác của nó cũng tương tự nhau thôi mọi người. Và tính năng thì nó cũng có hơn biệt một xíu, ví dụ như là noise gate này kia. Còn về chất âm thì chúng ta nghe thực tế, chúng ta trải nghiệm thực tế thì khi đó đánh giá nó mới chính xác. Thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa, mời mọi người chúng ta cùng theo dõi clip ha. Clip trước thì mình có hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta cân bằng tần số, dùng equalizer để cân bằng tần số, cách để chúng ta nhận biết tần số và cách để chúng ta cắt tần số là dùng tai để chúng ta cắt mọi người ha. Và ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta cách để chúng ta setup vang số JBL VX8. Thì mình chia sẻ thêm một chút ở trong một clip trước mình có lên. Có một số comment là dùng tai làm sao để biết được là như thế nào là cân bằng tần số. Đương nhiên là phải dùng máy mọi người. Dùng máy để làm gì? Dùng smart để chúng ta làm gì? Để chúng ta đo, chúng ta biết được là cái không gian phòng của chúng ta nó bị vang như thế nào, vang ở điểm nào để chúng ta cân bằng. Rồi là để chúng ta làm pha, làm sao để cho nó trùng pha dựa loa sub và loa full, hệ thống của chúng ta nó được hoàn thiện. Dùng máy để giúp cho hệ thống của chúng ta được hoạt động cách đúng cách. Đó, nhưng tuy nhiên thì chỉ dùng máy không thì không được mọi người. Đó, đòi hỏi khi mà chúng ta dùng máy để chúng ta làm xong thì chúng ta phải sử dụng tai để chúng ta nghe. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ tại sao lại như vậy. Ví dụ như mình lấy một cái tiếng của một cái tiếng sáo chẳng hạn. Một cái tiếng sáo hệ thống của mình đã làm đã đúng rồi, đã cân bằng rồi. Đấy, tất cả mọi cái đã ok hết cả rồi. Nhưng mà tại sao cái tiếng sáo đó khi chúng ta nghe trên một cái loa nhiều tiền, đấy, nó khác. Khi chúng ta nghe trên một cái loa ít tiền, cái tiếng nó lại cho ra khác. Đó là cái câu hỏi chúng ta cần phải nắm. Bởi vì là máy nó sẽ không hiểu được là cái tính chất, cái chất âm của cái loa này cho ra như thế nào. Máy nó không hiểu chuyện đó. Máy nó chỉ biết được rằng là tôi thấy là cái tần số chỗ này nó đang bị thấp xuống, thì cần chúng ta phải kéo lên thôi. Còn cái tính chất của cái chất âm đó thì máy nó không có hiểu được. Đòi hỏi tai nghe của chúng ta phải hiểu. Và mình sẽ chốt lại một xíu như thế này. Để mà dùng máy, hoàn toàn dùng máy để mà chúng ta setup hệ thống, cứ dùng máy sẽ là hệ thống âm thanh hay. Đấy, chúng ta không cần phải nghe, không cần phải gì hết là sai mọi người nhé. Nếu chỉ dùng máy mà setup thì không cần kỹ thuật, vì là khách hàng họ làm được. Để mà dùng máy, để mà dùng smart để mà đo thì họ chỉ cần học tầm vài ba hôm thôi là họ tự biết họ làm rồi, chứ không cần phải kỹ thuật đâu mọi người nhé. Đó là mình nói thật như vậy. Và cái thứ hai trường hợp nữa là ở gia đình thì làm gì có ai mà đi sắm một bộ smart khi mấy chục triệu như vậy về để mà đo cái hệ thống âm thanh của chúng ta. Đấy, cái tính chất clip mình làm là để mọi người chúng ta nắm được khái quát sơ qua về cái tính chất tần số, rồi các cái tần số để chúng ta xử lý nhanh. Đấy, xử lý chúng ta có thể xử lý, chúng ta dùng tai nghe của chúng ta xử lý, chúng ta không cần phải mất công phải là gọi kỹ thuật về, trường hợp là muốn xử lý nhanh mọi người ha. Còn để mà tuning một hệ thống cho nó chuẩn đấy thì cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật, thì họ sẽ dùng smart này kia, thì họ sẽ đo, họ sẽ làm hệ thống của chúng ta nó hoạt động đúng chuẩn này kia, rồi sau đó họ sẽ dùng tai để họ cân bằng, họ nấn tần số này kia đó. Thì tổng quan qua như vậy thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cách để chúng ta setup vang số JBL VX8. Thì đầu tiên ở phần là phần chúng ta sẽ vào phần music, phần in mọi người ha. Chúng ta reset cái này cho nó cân bằng trước đi. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ tìm cái nguồn nhạc vào. Ví dụ như chúng ta lấy, chúng ta cắm nguồn nhạc in bằng ngõ nào, chúng ta cắm vào ngõ optical, chúng ta để optical nhé. Đó. Hoặc chúng ta cắm bằng VOD hoặc VG, hoặc là VGM thì chúng ta chuyển về ngõ VGM. Tức là cái nguồn nhạc ở phía sau này mọi người, chúng ta cắm vào đường nào thì chúng ta sẽ ở phần music in là chúng ta sẽ để ở phần đó. Ví dụ như mình cắm vào optical. Đầu tiên chúng ta cân bằng. Đây là mình hướng dẫn mọi người cách chúng ta set gọi là không dùng smart, đại khái để chúng ta setup một con vang số JBL mọi người ha. Ở phần input gain mọi người ha, thì mọi người để cho mình ở ngưỡng là 0 dB nhé. Đó, trường hợp có đang nằm âm hoặc là dương quá thì mọi người có để 0 đi. Đó, trường hợp hệ thống của chúng ta nó quá lớn này kia thì chúng ta sẽ kéo xuống. Ví dụ cái nguồn nhạc in của chúng ta có một số TV á, nó phát ra, nó cho ra cái nguồn nhạc rất là lớn, cái âm thanh nó cho ra rất là lớn, thì chúng ta sẽ ở phần input đây mọi người có thể kéo xuống âm nhé, âm cho mọi người. Đó, không cần phải nhất thiết phải để 0 đâu. Còn mình cân bằng chuẩn thì mình cứ để 0 đi.
Rồi tiếp đến là phần high-pass filter mọi người ha. Ở phần high-pass filter này thông thường thì mình không có hay để tiếng bass nó quá sâu đâu. Đó, mình để mình nó đánh tốt xuống dưới đâu đó để 20 hertz á, thì ở dưới này thì tần số tai nghe chúng ta không nghe được hết đâu. Đấy, mà nó làm cho cái màng loa chúng ta nó bị dao động, nó bị rung động rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ cắt nó cao lên một xíu. Phần in này mình để đâu đó khoảng từ 45 hertz đổ lên thôi, để cho cái tiếng bass chúng ta nó ra nó được, nó vừa đủ mềm và nó chắc, nó không bị rền quá nhiều và nó không có bị rung màng quá nhiều, thì mình sẽ cắt bớt lên một xíu. Tiếp đến là phần main amp mọi người ha. Quan trọng vào phần này, ở phần main amp này thì nó sẽ có main led và main roi đây mọi người. Đấy, bây giờ chúng ta muốn là chỉnh từng channel một, tức là chỉnh một mình ở bên kênh led thôi, ở bên loa bên phải thôi, ở bên trái thôi. Đó, chúng ta không chỉnh loa bên phải, thì chúng ta sẽ vào cái phần led roi đây mọi người ha. Chúng ta off đó là mình sẽ kéo thử ở bên led xuống coi, bên led mình kéo xuống này. Đó, mình sẽ bấm qua bên roi, bên roi xem là nó có ấy, nó vẫn đang cân bằng. Và bây giờ mình muốn là link lại với nhau led và roi, thì mình sẽ on nó lên. Chúng ta qua phần main roi chúng ta kiểm tra xem đấy, nó như nhau rồi đó. Đấy, equalizer nó như nhau thấy không mọi người, đó, nó như nhau. Rồi trở về cân bằng. Tiếp đến là phần music out ra đường main led roi. Thì chúng ta trường hợp chúng ta thấy nó đang còn quá nhỏ hoặc đang tắt đi, trường hợp chúng ta tắt đi là không nhạc không ra tiếng đâu. Mọi người cứ đưa lên cho mình khoảng tầm 100 gì đó là tín hiệu nhạc đưa ra out ra mọi người ha. Đó, đưa lên cho mình 100. Trường hợp như chúng ta không dùng sub ở nhà chúng ta chỉ có một cặp loa full không thôi, thì chúng ta sẽ ở phần high pass filter đây mọi người cắt cho mình 45 hertz ha. Cắt lên mình 45 hertz. Đó. Rồi, đây là phần out tông nhé mọi người. Khi mà người chúng ta mút đi thì nó sẽ tắt hoàn toàn tiếng luôn, vừa nhạc vừa mic nó sẽ tắt hẳn luôn mọi người ha. Đấy, chúng ta tắt thì nó sẽ tắt hẳn luôn. Rồi, bây giờ mình on nó lên. Mọi người chú ý cho mình, trường hợp không ra tiếng mọi người để ý cho mình các phần này. Đấy, trường hợp có một số bộ máy có khi là họ đã lỡ tay họ mút thì đó rồi, thì đó, tại sao không ra tiếng? Mình mở mút lên, hoặc là họ kéo quá thấp thì mình đưa lên, đưa lên cho mình maximum lên. Đấy, như con này thì mình để maximum là 80 ha. Rồi tiếp đến là phần mix được out ra left right. Thì trường hợp cái này ví dụ nó đang còn quá nhỏ đi, nó đang nằm ở mức này, chúng ta kéo lên cho mình 100 đi. Cho mình 100. Đó, chúng ta qua phần main right. Đấy, nó giống nhau đó mọi người ha. Đó. Ở phần low pass filter thì chúng ta không cần phải cắt đâu, chúng ta có thể thẳng luôn 20 kHz luôn mọi người nhé. Các cái hệ thống âm thanh đường out nó đã hoạt động hết rồi. Đấy, đường nhạc này, rồi là micro này, chúng ta đã xử lý xong rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ xử lý là phần echo, reverb